Năm 2013, người dân không khỏi hoang mang khi liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng liên quan tới xe khách. Ngày 8 tháng 3 năm 2013, tại km 1497+150 quốc lộ 1A, đoạn qua phường Cao Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, hai xe khách đấu đầu khiến 12 người chết, hơn 50 người bị thương. Con số tử vong lớn nhất trong một vụ tai nạn năm 2013. Đối với những người may mắn sống sót, thì vụ tai nạn là nỗi ám ảnh kinh hoàng, đeo ám họ suốt cuộc đời. 3 tháng sau, ngày 7 tháng 6, trên đường đèo Khánh Lê, Đà Lạt, tỉnh Khánh Hòa, xe khách 30 chỗ chở đoàn giáo viên trường tiểu học Hòa Phước 2, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, đi du lịch, đã đâm vào vách núi làm 7 người chết và 23 người khác bị thương. Tiếp đó, ngày 25 tháng 10, xe ô tô khách chở 47 người từ Hải Phòng lên lễ đền Bảo Hà, Bảo Yên, Lào Cai đã bị mất phanh, lao xuống vực sâu hơn 30 mét. Vụ tai nạn khiến 7 người chết và 29 người bị thương. Số vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng năm nay tăng hơn so với cùng kỳ. Những câu hỏi về chất lượng xe khách, chất lượng đào tạo lái xe tiếp tục được đặt ra. Trong năm 2013, cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng. Ngày 2 tháng 8, vụ chìm tàu trên biển Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh làm 9 người thiệt mạng. Vụ tai nạn thương tâm cũng làm nảy sinh nhiều tranh cãi về việc quản lý phương tiện thủy và đặc biệt là sự chậm trễ trong công tác cứu hộ. Gần 30 cuộc điện thoại cầu cứu, 6 tiếng chờ đợi trong tuyệt vọng, 9 người đã thiệt mạng, dù nơi xảy ra tai nạn cách không quá xa đất liền. Năm 2013, bên cạnh tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông vẫn là một đề tài nóng. Dù theo thống kê, tình trạng ùn tắc tại các thành phố lớn có giảm. Nhằm giảm ùn tắc, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất hạn chế xe cá nhân tại 5 thành phố lớn: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng và Hải Phòng bắt đầu từ năm 2014. Theo đó, phương tiện cá nhân sẽ bị cấm tham gia giao thông trên một số tuyến phố theo giờ nhất định trong ngày và ngày nhất định trong tuần. Đề xuất này của Bộ Giao thông Vận tải gây ra không ít tranh cãi. Các chuyên gia giao thông khẳng định, với điều kiện hạ tầng giao thông như hiện nay, việc hạn chế được xe cá nhân chưa thể thực hiện ngay trong năm 2014, mà cần có lộ trình cho ít nhất từ 5 đến 10 năm nữa. Xem ra, câu chuyện ùn tắc giao thông vẫn chưa thể có hồi kết. Người dân tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đành tạm hài lòng với giải pháp tạm thời là các cây cầu vượt nhẹ. Năm 2013, người dân lại phải tiếp tục lo lắng về chất lượng các công trình giao thông. Hàng loạt vết lún xuất hiện trên quốc lộ 1, đoạn qua Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, dù chỉ mới được đưa vào khai thác sau khi nâng cấp. Nguyên nhân được xác định là do thi công không đạt yêu cầu thiết kế. Cần nhấn mạnh rằng, trong năm nay, đây không phải là tuyến đường duy nhất bị sụt lún vì kém chất lượng. Bên cạnh những khoảng tối, thì bức tranh giao thông 2013 vẫn có những điểm sáng tích cực. Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí, số vụ giảm 5,19%, số người chết giảm 0,58%, số người bị thương giảm 9,36%. Ùn tắc giao thông tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã giảm gần 50%. Thông xe 26 km đầu tiên trên tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam, Nội Bài - Lào Cai. Năm 2013 có thể coi là một năm không có nhiều biến động của ngành giao thông. Tuy nhiên, tai nạn giao thông nghiêm trọng vẫn là một ám ảnh. Người dân vẫn đang mong chờ những quyết sách giao thông quyết liệt và hiệu quả hơn. Mong chờ những công trình giao thông an toàn, chất lượng và đặc biệt, bất kỳ ai cũng hy vọng rằng không còn những vụ tai nạn thảm khốc.